lắm chuyện. Cậu ta đã như vậy thì ép cậu ta phải đi, có gì tôi chịu. Đáng ghét. Anh Nhân, em đến đón anh về. Dạ xin lỗi trưởng làng, xin lỗi bà con cô bác. Thôi giải tán, ai về nhà nấy. Cậu Nhân có em Hậu lo rồi. Dạ mà hồi đó anh chịu học, đừng nghe bạn bè đi đánh bạc á, thì giờ có khi làm thầy đồ cũng nên, không có bị dân làng nói ra nói vào như bây giờ. Mày thì biết cái gì? Làm thầy đồ có bao nhiêu tiền, bao giờ mới giàu được? Tao muốn nhanh giàu có, tiền bạc chất đầy kho, mày hiểu chưa? Thôi tạm thời anh ở nhà em đi, rồi khỏe lại tính tiếp. Gì? Nhà mày hả Hậu? Sao mày có cái nhà này? Hay là tiền cha để lại cho mày, mày giấu tao mày mua nhà? Không, không có. Đây là... Chỉ là mày cứu tiên nữ rồi được tặng 7 điều ước. Tạm tin đâu, mày phải làm thử cho tao coi. Không phải vậy thì chính mày giấu tiền của cha mà không chia cho tao. Thôi được rồi, dù sao em cũng đang nghĩ nên có một mảnh ruộng để cày cấy. Hai anh em mình chăm chỉ cũng đủ ăn. Mày nói nhiều quá, làm cho tao coi tao mới tin. Tôi ước có một mảnh ruộng tốt. Trời ơi, sao mày ngốc vậy? Có vật thần kỳ vậy mà không ước được sung sướng, mà cứ phải làm lụng làm gì? Anh Nhân muốn gì thì anh phải hỏi ảnh mới biết được. Em trai yêu quý, anh em như thể tay chân mà phải không? Em có thể chia bớt cho anh một hai điều ước thôi, có được không? Dạ được, em cũng muốn chia bớt cho anh. Vậy mới là em trai tốt của anh. Em tặng cho anh 3 điều ước nha. Kêu kiệt, có 7 điều ước, cho anh mày có 3 điều. Vậy anh muốn làm sao? Anh lấy 4 điều ước nha, để lại cho em 1 điều ước để phòng thân đó. Anh muốn sao cũng được, miễn anh cảm thấy đầy đủ, không cờ bạc nữa. Anh nhớ ném ngọc xuống đất. Rồi nói tôi ước chứ gì. Biết rồi. Hoa, đi gánh lúa về hả em? Đưa đèn gánh phụ cho. Sao nặng dữ vậy? Có nặng mấy đâu, tại nào giờ anh không gánh nên không quen đó. Thôi, em theo anh thì từ nay sống sung sướng, không phải làm lụng vất vả nữa. Cảm ơn anh, nhưng em muốn có làm thì mới có ăn. Những thứ ăn sẵn như vậy rồi sẽ làm mình lười biếng, yếu ớt thôi. Em nhớ đó, anh mà giàu lên á, em đừng có tiếc nha. Anh Nhân à, anh làm gì cũng được, đừng có lúc nào cũng gây chuyện, làm cho anh Hậu lo lắng nữa. Bài đặt dạy đời người khác, tưởng xinh đẹp nhất làng á, cái muốn nói gì nói hay sao? Ta đây mà có tiền á, thì mua tiên cũng được, chứ đừng nói đẹp nhất làng. Tôi ước có một căn nhà thật to, với nhiều vàng bạc châu báu nhất thế gian. Châu báu, tất cả là của ta, của riêng một mình ta thôi. Kẻ giàu nhất thiên hạ là ta. Anh đứng đây làm gì? Ở đây không có mướn người làm nữa đâu, đi về đi. Không không không, tôi là Hậu, em trai của anh Nhân. Tôi tới đây thăm anh ấy. Chờ nghe, tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiếng. Nãy là tập
Thưa ông, có người xưng là Tinh Hậu, nó là em trai của ông đến thăm ông á. À, phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đây. Các người lui ra đi, ngày khác tới chơi tiếp ha. Vì anh Nhân, em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thằng nè, chưa gỡ được mà. Về đây. Kìa, Hậu, vào đây. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia, mời em luôn. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, em thấy anh được như ý, em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè. Của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn á, với lại đồ dùng, xài đâu có hết. Ờ, dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với giường đó, về đây ở với anh. Chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi, chỉ ngồi một chỗ mà ăn em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, ha? Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi. Là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao vậy? Dạ, em không có ý đó. À, vậy là mày tới đi chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. Thôi, mày khỏi nói nữa. Tao biết rõ quá rồi. À, nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới. Từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà. Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo. Anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là ảnh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa, anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi. Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn. Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi. Giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi? Cướp cô dâu vào ngày cưới, làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó, đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền tao quá. Mấy người biến hết rồi. Trời ơi, mất tôi một điều ước rồi. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà có
nó đi. Cả mấy cái mồn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay. Đừng kẹp tôi. Này cua kia, sao ngươi kẹp ta? So với vẻ xấu xí của bạn cóc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đuôi bây giờ. Ta là câu sam, ta đi dân câu cá ở đâu mau ra đây nào, la 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai? Là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai? Ai vừa cười đó? Dạ, là cháu. Là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì? Ra đây nào, bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá. Nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chưa có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác cháu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Chúng ta luôn vui vẻ. Ngon quá. Mình phải nhét sạch mật ong này mới được. Ta là cốc tia. Chị cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho cáo một bài học mới được. Chị cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút, cút đi mau. Tổ ông cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. Còn cáo định ăn cắp mật ong của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho ngươi biết tay. Chị cáo ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Ngươi đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Ta luôn vui tươi, ta là gấu xám,
Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. À, con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Gục đi! Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà. Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè 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 nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo. Ta sẽ cho ngươi biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đi. Tổ ông của tôi, các con của tôi. Đáng đời, các người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các ngươi lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vậy ông đừng buồn, để tôi giúp vậy làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người, mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê, chính là tên cọp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó. Bác không sợ? Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn bác con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chú tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau. Tất cả tại con cốc xấu xí kia nó lừa mình. Chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Tên nào cả gan dám đụng vào ta như vậy? À, anh cọp, anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn cáo thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo,
tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À, cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta 2 con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có 1 con? Sao ta nó bụng được? Hả? À, cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hô, quang hô, bạn cóc hay quá, bạn cóc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Ừ, đúng, đoàn kết là sức mạnh. Xưa nay chuyện làm mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa. Nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Ừ, nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa với dân gian bao giờ, chỉ sợ... Ngươi là Long Dương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài, ngươi không được từ chối. Dạ, thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn dụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần, chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi, tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước, nước, nước. Nước. Tôi khát nước quá, khát khô cổ họng rồi. Không ai làm hại mình đâu. Tụi mày vào khoai nguội rồi ăn, không là rụng răng luôn đó. Tao sẽ cày đất trồng lúa ở bên phía đất mềm, còn chỗ nhiều sỏi đá tao trồng chuối. Nãy vô rừng á, tao nhìn thấy nhiều chuối lắm. Mình bứng cây non về trồng là có một vườn chuối rồi. Tụi mày thấy sao? Tụi mày đói lắm rồi phải không? Đi từ sáng tới giờ rồi, tao nhường tụi mày củ khoai còn lại đó. Từ từ mà ăn nghe. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Trâu ơi, à không, chó ơi, ta bảo chó này, chó ra ngoài ruộng chó cày thay trâu. Cây cày nối nghiệp nông gia, ta đây chó đây ai mà quản công. Đất ở đây khô cằn, chó ăn đá, gà ăn sỏi, mà người kia cũng đến đây cày cấy. Nhưng mà hắn ta nhìn cũng khỏe, dẻo dai đó. Hát cũng hay nữa, nghe thật sướng tai. Nhìn chó đi cày thấy trâu kìa.
được nhiều lắm nhiều kiện. Đồ chó kéo cày, đồ chó kéo cày. Hết kéo cày thì chút lại đi đào hố trồng cây kìa. Người này khổ quá, trâu không có mà cày, cuốc cũng không có để mà đào đất, phải dùng chó để thay. Bàn tay tao làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tụi bay đừng có chê cười. Đen, Nâu, tụi mày ra kia nghỉ ngơi, để con làm cho nhanh. Nhờ từ cùng con Nâu và con Đen chăm chỉ làm lụng, mảnh đất khô cằn sỏi đá đã thành ruộng lúa xanh ngát triệu bông, và vườn chuối trổ buồn sắp được thu hoạch. Mình đúng là không phụ công cha tin tưởng. Tụi mày còn giỏi lắm, không có tụi mày phụ tao, không thể nào làm được vậy luôn. Chuối ngon quá, thơm quá. Nhiều lắm kìa, ai cho tụi mày ăn chuối của chủ tao? Tụi mày muốn ăn, tao sẽ chặt cho dài buộc. Đừng có phá hết vườn chuối của tao, tao mang ra chợ bán còn có tiền làm chỗ cha. Thôi vốn trồng chuối dù sao cho tụi mày ăn ké nữa. Đây là người cứu chúng ta khỏi thợ săn độc ác. Còn hai lá ruốc băng bó vết thương cho ông nhanh lành nữa. Người này thiệt tốt, người này thiệt tốt. Thấy Từ hiền lành tốt bụng, bầy khỉ thường đem nhiều đồ ăn đến cho anh cho đến một ngày. Tụi mày không thích ăn rau chứ gì? Vậy để tao ăn. Rau này lũ khỉ cho, ngon lắm á. Sau này tao ăn xong tao thấy buồn ngủ quá. Tao ngủ một chút đây. Tụi mày lo canh lúa nha. Không biết ăn phải loại rau gì mà Từ lăn ra ngủ say như chết. Lai mãi không dậy. Cho chúng ta xin mấy buồn chuối đây. Chuối của nhà ngươi ngon lắm. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Có người ăn trộm lúa kìa. Chúng ta ăn hết vườn chuối của ngươi rồi. Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức. Con người này chết rồi. Chúng ta hãy làm phước, mang con người này đi chôn đi. Đây là con người rất tốt bụng. Tội nghiệp hai người quá. Nếu không chê thì hai người có thể nhập bọn với chúng ta. Đến chôn người này ở đâu nhỉ? Hầm vàng hay hầm bạc? Chôn mới hầm bạc cho gần đi. Chôn mới hầm vàng á, ở đó đẹp hơn. Được rồi, vậy người này rất tốt bụng nên sẽ chôn người này ở hầm vàng. Các ngươi nhanh chân lên. Nâu Đen có phải không? Mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy? Tao ăn trúng đầu ngủ ngon rồi ngủ say như chết, nên bày khỉ cho tụi mày mang đi chôn có đúng không? Ây da! Vàng, tao đang mơ có phải không? Vàng nhiều quá. Thôi, như vậy là đủ rồi. Lấy nhiều quá, tao không biết làm gì. Tụi mày nhớ đường về phải không? Mau đưa tao về nhà đi. Có khi nào nó về đòi chia tài sản không ạ? Nó
muốn chia lại tài sản thì phải bước qua xác tôi. Xác bà mà kêu thằng Từ bước qua e hơi khó đó nha. Anh chị có khỏe không? Khỏe để đánh nhau với chú hả? Chú về đây làm gì? Dạ, em đã thu hoạch xong mảnh ruộng gian rừng, bán được ít tiền về gửi anh chị làm vỗ cho cha. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện tiền nông á là chị dễ lắm, ai đưa là chị nhận à. Em còn tính hỏi chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện trâu nữa. Chú đòi chia lại tài sản phải không? Dạ không, em có chút vàng, tính nhờ anh chị giúp em tậu nhà, tậu ruộng, tậu trâu. Sao chú có nhiều vàng vậy? Hay là cha giấu vàng ngoài ruộng? Dạ, làm gì có. Chuyện là như vậy nè. Chú Từ nè, lâu nay á anh chị lo cho chú lắm, chú vất vả quá à. Anh chị tính vậy, năm nay chú về lại mảnh ruộng bên đình mà cày cấy, để anh chị ra mảnh đất ven rừng làm thay cho chú, được không? Anh chị mang theo con nâu và con đen ra đó để canh trộm, với lại á chúng cũng thạo việc ngoài đó hơn con trâu nhà này. Dạ, anh chị nói vậy thì em xin nghe. Thì hát đi, phải hát to lên mới dụ tụi khỉ tới được. Cây đồng đang bụi ban trưa, mồ hôi thanh thoát như mùa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cây muôn phần. Trời ơi, ai hát mà nghe kinh khủng vậy trời? Nhìn tụi nó sợ quá ông ơi. Bà cứ bình tĩnh, tôi tưởng tụi nó phải sợ bà chứ. Người kia chết rồi, lại có thêm hai người khác đến. Chúng ta về với cậu Từ đây. Nó mà đòi chơi xương à. Sao tụi khỉ gió không mang rau, mang thịt cá đến vậy ta? Mình nằm ra đây giả chết cho nhanh. Cái rau đó ăn vào mình ngủ say như chết rồi biết tụi nó khiêng mình đi đâu. Ý này hay à nha. Bạc chồn mới hầm vàng với người kia. Người này nặng quá, chôn ở hầm bạc cho gần nè. Đừng chôn chúng ta ở hầm bạc. Ý, chôn ở hầm vàng với ngay xíu quá. Ôi, cái mùi hôi quá. Ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương, ta mệt và đói nữa, ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng, nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hồng Hoa, dậy, dậy. Có ai gõ cửa nhà mình? Dậy coi mẹ ra sao. Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà, xin thứ lỗi,
Về quê qua còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ. Hôm qua em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm. Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn. Chịu không, anh gấu? Chịu chứ, chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ê, cái gì đây? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? À, bác Nham Lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng Antoine thành sư tử què mà không xong. Để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn anh đi bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật. Có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết. Biết cũng không nói. Chào mẹ và các em. Mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm. Chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi, anh đi đây. Tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em và mọi người lắm. Chị coi nè, vợ nắm của em đây rồi. Hồng Hoa, em lại đây coi. Ai đã đốn xuống một cây to như thế? Thật tội nghiệp cây quá. Cứu ta! Cứu ta! Bộ râu xinh đẹp của ta bị mắc kẹt vô đây rồi. Ôi, đau quá. Ai đó? Ai cũng giống gì? Mau cứu ta với. Râu ông bị kẹt sâu quá. Cho đành phải cắt nha ông. Đồ điên! Tụi bay chắc mất râu đẹp của ta. Ta bắt đền tụi bay. Chờ đó nghe. Coi ông ta kìa, một câu cảm ơn cũng không có. Ông ta còn chửi mắng mình. Thôi kệ ông ta đi em. Việc cần làm thì mình làm. Ông ba ơi, lại đây em. Nước mát quá. Chị ơi, nhìn kìa. Ơi, chúng ta lại gặp ông lùn đó nữa hả? Sao hai đứa có đứt lì ở đó? Mau cứu ta ngay. Cá này nó muốn lôi ta xuống sông nè.
Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em, ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Chứ nếu như thế này, ông và chú cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu. Nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ ạ, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi, người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn là phải cứu, đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. À, thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không qua, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác nhâm luồn đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay tiệt là xui xẻo quá. Đã mất râu còn hư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nham lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá à. Bác ơi, cháu đang nghĩ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi. Cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tôn cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi, chào nhé, ta đi đây. Nham Lục, ta không nhịn bác nữa, vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nha. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị bắt vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay, mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Con đi. Hôm qua, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùng xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu? Bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùng nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết, nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Hey, gấu ơi, tôi tìm ra thuốc rồi. Đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùng này. Gấu hãy biểu nó đưa ra đây đi.
Tôi may mắn lần được vào hang của phù thủy chúa, thấy tờ giấy này, vậy là chúng tôi đã được cứu. Không có, không có, trong người ta không có gì hết. Hoàng tử Odi, xin chào ngài. Chào Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Phải, ta là Andy, chú gấu thân yêu của hai cô đây. Ta bị phù thủy chúa, tên lùn tay sai và phù thủy ánh trăng dùng nhầm phép thuật biến thành gấu nhiều năm nay. Ta đau đớn lắm. Antoine em ta vì mạo hiểm cứu ta nên cũng bị tai họa. Giờ ta phải đi tìm hai em của ta. Tôi xin nhận tội đã gây đại họa cho ngài. Tôi sẵn sàng chịu trừng phạt. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Anton và Andre. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh Antoine thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. Antoine, Andre, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể xíu. Ta đi thôi. Không thể chuyển ra cửa như này được. Mấy người canh gác sẽ để ý. Ta tìm được khác thôi. Hai ông ơi, giúp tôi mở cửa sổ nào. Tôi sẽ truyền vàng ra từ đây nhé. Sao lại vậy? Báo động, báo động, có ăn trộm vào kho vàng. Kỳ lạ ghê không? Ổ khóa còn y nguyên. Tôi đã đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà không thấy có ai hết. Các chú ơi, tên đang trộm ở ngay đây nè. Mấy chú ơi, tìm thấy ăn trộm chưa? Đây là ma chứ trộm gì. Mọi người tìm một lần nữa rồi. Vậy? Báo cáo, có một con ong chích vào chân tôi. Ôi, không biết thằng bé còn trong đó không? Mày ngu quá. Thằng bé đó chúng ta phải bỏ tiền ra mua của tên thợ săn, không phải miễn phí đâu. Ta phải trở lại coi sao. Cẩn thận nha, lính canh đang tìm kiếm, sẽ thọc cổ chúng ta đó. Hai ông ơi, thật là công cốc. Người canh gác lại chuyển tiền vô kho trở lại rồi. Mấy người họ không tìm thấy tôi. Thôi tôi đi đây, tôi không giúp hai ông nữa. Thằng nhóc nhỏ hơn con thỏ kia, ngươi tưởng ngươi có thể bỏ đi dễ dàng trong khi bọn tao chưa lấy được một đồng nào trong kho sao? Giờ tôi đã làm hết sức mình rồi mà. Một mình tôi chuyển tiền ra từ nhà kho, sao mấy ông không biết cách mang đi ngay mà để lính gác trông thấy tiền nằm ngoài sân hả? Mấy ông không được ý lớn mà ăn hiếp nhỏ. Nếu tôi không cần tiền biểu ơn dân thì tôi không giúp mấy ông đâu. Giờ thì các con chúng ta sẽ đói nữa rồi. Giờ thì các con của chúng ta sẽ đói nữa rồi. Thôi, mấy ông lớn nín đi giúp tôi. Các con của ông không thích các ông đi ăn trộm để mua thức ăn cho chúng đâu. Nhưng trước khi từ giã, tôi cũng có quà cho các ông nè. Hả? Quà? Quà gì? Quà bí mật. Các ông theo tôi, các ông không được bóc tôi trên tay nữa. Hãy bò theo tôi. Đây là những đồng tiền mà tôi đã mạo hiểm lăn vào đây khi mấy người lính đang dọn dẹp vô kho. Hai ông cầm lấy và đi ngay đi. Hai ông chia đều nhé, mỗi ông được 4 đồng đó. 4 đồng? Hơi ít, nhưng có cũng không có. Cảm ơn ngươi. Những đồng tiền vàng chứ. Nhưng Tiên Hòn, ngươi không lấy đồng nào sao? Có chứ, ta chỉ lấy một đồng này thôi.
Ta sẽ tặng cho cô bé tốt bụng kia. Tạm biệt hai ông nhé. Dính biệt ngày ăn trộm đi nha. Ba ơi, con vừa trông thấy một ngôi sao rơi xuống ngay cửa sổ nhà mình. Sao rơi là sao ba? Có khách đến nhà chắc. Con vào ngủ đi, hôm nay Tí Hon không có về kịp đâu. Tí Hon hứa là sẽ mang quà về, nhưng con nghĩ Tí Hon không có nhớ được về nhà mình đâu ba. Đúng rồi con, Tí Hon chỉ mới đến có một lần thôi à, lại đêm tối thì làm sao mà nhớ được. Nhưng mà Tí Hon thông minh lắm, ba nghĩ cậu bé sẽ có cách để tìm ra thôi. Còn bây giờ con phải đi ngủ trước đã. Quà không được hiếu trước khi Tí Hon đến nha. Ta sẽ mang quà ra hiên sao để hứng sương. Hình như không phải nhà này. Ta không thấy có bình hoa đẹp lúc sáng bé gái để trên bàn. Đi nhà khác vậy. Hay ta để đồng vàng tạm ở đây, chị mang theo nặng quá. Tìm được nhà cô bé, ta sẽ quay lại lấy. Này, ta cất người dưới bậc cửa, quay ngoại ngơ yên đó, đừng đi đâu hết nhé. Ôi, thật đói bụng, nhà dơ dạ quá. Ta đi lạc rồi. Ôi, mẹ ơi, bà Thiên ơi, cô bé ơi. Kiếm, cha ta nói nếu lạc đường thì sẽ chỉ đường cho ta về nhà. Mà sao Kiếm làm thinh vậy? Kiếm không biết đường về nhà mình hả? Sao? Ta nghe mùi thơm quá. Chắc cô bé ngạc nhiên lắm đây. Bé ơi, Tí Hon về rồi đây nè. Trời ơi, một con chuột biết mặc quần áo sao? Chào bà, tôi không phải chuột, tôi là người đây, tôi tên là Tí Hon. Người nói người là người, ôi không phải, một con quái vật nhỏ thì đúng hơn. Người làm cách nào mà vào nhà của ta? Người làm hư hết bánh của ta rồi, hãy đền cho ta đi. Giờ ta phải làm sao với người đây? Tên chuột Tí Hon, ôi, ta chết mất. Xem nè, Tí Hon đã đến nhà mình rồi. Tí Hon ơi, bạn đang ở đâu? Tí Hon ơi. Bà ơi, tôi không phải chuột nhắt đâu, tôi là họa sĩ đấy. Bà thấy đám bụi của bà đẹp không? Bà thấy chưa, một đám bụi màu hồng. Nè, nè, đủ màu thành cầu vồng nè, long lanh chưa? À, không cầu vồng, cầu thang gì hết. À, ta giao hẹn cho ngươi, đến sáng ngày mai ngươi phải làm sao cho ta có bánh để bán. Nếu không, ta sẽ kêu lính đến bắt ngươi vì tội chui vào nhà trái phép, rồi làm hỏng đồ đạc quý giá của ta. Nhớ nha, ta đi công việc đây. Bà chủ này dữ thật, ta đâu có biết làm bánh. Giờ phải làm sao? Phải chỉ có mẹ hay bé gái ở cạnh vậy? Hả? Bé gái? Đồng tiền vàng. Thôi rồi, ta để ở nhà nào rồi? Giờ ta không biết đường đến đó nữa. Bé gái ơi, ta nhớ em biết mấy. Ta đã làm mất quà của em rồi. Ta thật có lỗi. Đến tên em là gì, ta còn chưa biết nữa. Ôi,
Ôi bé con à, đừng có nghịch, sẽ hư bột đó. Chờ một chút, mẹ nhào bột xong á, cho vào lò mới có bánh cho con ăn được chứ. Làm bánh có khó không mẹ? Mẹ chỉ con làm với. Không khó con à. Nhưng mà làm bánh á thì cần bàn tay to lớn và cả sức khỏe nữa. Bàn tay con nhỏ xíu như vậy thì làm sao mà làm được. Gương mặt mẹ thơm tho quá. Con không thể làm bánh, nhưng con có thể biết cách làm bánh phải không mẹ? Mẹ chỉ cho con với. Dĩ nhiên rồi con yêu à. Con vẫn có thể trở thành một người thợ bánh giỏi. Coi mẹ làm nè. Mẹ ơi, xem kìa, đẹp quá. Ôi, thì ra là ta ngủ gục nằm mơ. Ta phải dậy làm việc đây. Nào, giờ hãy cố nhớ xem mẹ đã làm bánh như thế nào. Ai ăn bánh không? Bánh thơm ngon nóng hổi mới ra lò đây. Chúng ta đi lâu rồi nhưng không thấy Tí Hon. Con phải để ý nhìn xuống đất nghe, bởi vì Tí Hon nhỏ lắm, không dễ thấy đâu. Còn ba hãy để ý ở trên cao đi. Tí Hon nhỏ nhưng thích đứng trên đầu người lắm đó, không có chịu để người ta đạp phải đâu. Nè ngươi, ngươi biết làm bánh thật hả? Tôi làm thật mà. Bà ăn thử xem được không? Ta có thể đem bán được không? Cũng tạm được. Nhưng mà bánh hơi cứng. Bánh này không thể bán ở tiệm của ta được. Ta phải mang ra chợ thôi. Ngươi chịu khó vác bánh theo ta ra chợ nha. Bà nói sao? Tôi vác bánh đi chợ? Bà nói tôi nhỏ hơn chuột nhắt mà. Tôi vác một cái còn không nổi, sao có thể vác cả túi bánh cho bà được? Thôi, trễ giờ quá rồi. Ngươi chui vào túi đi. Ta vác cho. Ra đến chợ, ngươi phải ở trong túi, không được ra ngoài nha. Ta bán xong sẽ hỏi tụi ngươi. Hay quá, tôi sẽ nhân dịp này trốn luôn khỏi đây. Ba ơi, bây giờ con đói bụng, mình có thể dùng đồng tiền này mua bánh và thức ăn được không ba? Được chứ con, Tỷ Hòn gửi tiền để chúng ta mua bánh mà. Nhưng nếu tiêu hết tiền, chúng ta có thể gặp lại Tỷ Hòn không? Sao lại không? Tỷ Hòn còn đến được nhà chúng ta để đồng tiền vàng lại mà. Mà biết đâu á, hôm nay chúng ta sẽ gặp được. Chàng nghĩ Tỷ Hòn chưa đi xa được đâu. Bà ơi, cháu muốn mua bánh. Một cái bánh bao nhiêu vậy bà? Mỗi cái một đồng xu đó cháu. Cháu mua đi. Ồ, đồng tiền vàng. Cái này có thể mua được 1000 chiếc bánh. Ở đâu cháu có đồng tiền này? Cháu chỉ mua 2 chiếc thôi bà ơi. Vậy để bà đưa tiền thừa cho cháu. Nhiều lắm đó. Kìa, đồng tiền vàng trong kho báu. Ê bà kia, ở đâu ra vậy? Vùng này chỉ có ông chủ chúng tôi mới có những đồng tiền vàng này. Nè cháu, chạy đi mau. Chạy mau. Dạ. Hai chú Linh tốt bụng ơi, tiền vàng này của cô bé kia. Hai chú mau mau đuổi theo lối này đi. Tôi gặp được em lại phải chia lìa. Tôi biết tìm em bằng cách nào bây giờ? Thật keo kiệt quá đáng. Bà cho tôi ăn chẳng no mà sai tôi làm nhiều việc quá. Vì bà tốt bụng với bé gái nên tôi chịu về nhà bà ở. Nhưng giờ thì tôi đi thôi. Người nhỏ xíu như vậy mà ăn còn nhiều hơn ta nữa, tốn kém quá. Người đi đi, ta không nuôi nữa. Khoai ít, thịt cũng không có. Này bà hoàng hậu khoai, tạm biệt bà. Người chui vào làm sao thì chui ra y như vậy. Ôi chú bé, sao chú Tí Hon thế? Chào bà. Vâng, ba mẹ cháu đặt tên cháu là Tí Hon. Bà ơi,
Bà đói lắm có phải không? Trong nhà bà chủ có nhiều bánh mới nướng lắm. Bà hãy ngồi chờ ở dưới cửa sổ, cháu chui vào rồi truyền bánh ra cho bà nha. Nhà cháy rồi. Bà ơi, nhà bé bánh cháy rồi. Bà đứng đây rất nguy hiểm. Bà đứng xa ra nha. Cháu sẽ chui vào đây nói cho bà chủ biết. Bà chủ ơi, bà chạy ra ngoài đi. Làng xóm ơi, ở đây nhà đang cháy. Phải đi cứu bà chủ trước đã. Cũng say quá, phải làm sao đây? Bà ơi, có cháy! Chạy đi! Chuyện gì vậy? Ôi trời, nóng quá! Nhà bà bị cháy rồi, tôi phải đi dập lửa đây. Bà mở cửa chạy ra ngoài nhanh đi. Lửa cháy to quá, ta còn nhỏ hơn một bê diêm so với đám lửa này. Mày có nước, nên ta không sao. Tí Hòn ơi, người ở đâu rồi? Tí Hòn ơi, tôi ở đây, đừng lo cho tôi. Ta hãy chạy ra ngoài và kêu người đến giúp đi. Ôi, sao thế này? Tôi ngừng thở quá, chết mất thôi. Tí Hòn ơi, lửa tắt rồi, chữa cháy xong rồi, người đang ở đâu? Bà nói làm sao? Tí Hòn đã gặp bà ở cửa nhà tôi hả? Phải, vì tôi đói quá nên xin cậu ấy ít bánh. Cậu ấy định chui vào nhà bà lấy bánh thì nhà cháy. Nhưng bà thấy đó, giờ thì nhà của tôi bị cháy hết rồi, không có còn gì để ăn hết. Bà đi đi cho tôi nhờ. Bà không cần đuổi tôi, vì chú Tí Hòn quá tốt nên tôi nán lại xem chú thế nào. Chứ tôi không thèm ăn bánh của bà đâu. Tôi xin lỗi, tôi không có đuổi bà nữa. Nhưng nhìn bà lôi thôi dơ bẩn quá. Bà ngồi đó đi, để tôi coi còn có gì tôi làm cho bà ăn. Người gì kỳ cục, nhà mới cháy xong mà vẫn kinh kiệu. À, có cục bột nhồi sẵn rồi nè, tôi chiên cho bà ăn nha. Ôi, sao nóng quá. Ta đang ở đâu thế này? Hình như ta nghe mùi chiên. Thơm quá. Tí Hòn. Cháu chào bà. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Bà ơi, bà đã no chưa ạ? Cảm ơn bà đã cứu cháu. Nếu không, cháu bị bà chủ vứt vào chảo dầu rồi. Cháu đừng giận bà ấy. Bà ấy không cố ý. Bà ấy cũng không phải là người xấu, chỉ hơi bủn xỉn chút thôi. Vâng, cháu biết bà ấy không xấu. Nhưng bà ơi, sao người ta có thể lúc tốt lúc xấu hả bà? Ai cũng thế mà cháu. Cháu cũng có lúc tốt, lúc chưa tốt đấy thôi. Cháu đã từng đi ăn trộm mấy phen, phải không? Sao bà biết? Bà gặp cháu lần đầu mà. Ta biết hết. Ta còn biết ngôi nhà này sẽ cháy nên ta đến gặp cháu đó. À, giờ cháu hãy nói cho ta điều gì cháu mong muốn nhất, ta có thể giúp cháu. Giờ cháu muốn về nhà với ba mẹ nhất, nhưng cháu không biết đường. Ồ, cháu đi khỏi nhà chưa bao lâu đã muốn về rồi sao? Tại sao vậy? Bà biết không, cháu rất nhớ ba mẹ. Với lại, cuộc sống ở bên ngoài tuy có thể khám phá thế giới, nhưng gặp toàn chuyện nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu, có thể toi đời bất cứ lúc nào đó bà. Không sao đâu cháu, hãy mạnh dạn lên. Cháu thấy đó, thoát qua hiểm nguy, cháu cũng rèn luyện bản thân mình tốt hơn rất nhiều. Thế gian này, có mấy ai được chui vào bụng bò với bao tử dê và cả chó sói như cháu. Cháu nên nhớ là cháu còn cây kiếm thần nha. Khi nào đến thời điểm, cháu có thể về nhà, kiếm đó sẽ chỉ đường cho cháu. Thôi, ta đi đây. Bà Tiên! Là bà Tiên!
bà chủ ngủ cho đã giấc nhé. Khi hết mệt mỏi sẽ tiếp tục làm bánh ngon. Giờ tôi đi đây. Tôi chỉ mang theo mỗi chiếc bánh này thôi đấy nhé. Vô, xin mời. Xin mời vô, thôi, mệt, nóng, giờ buồn ngủ quá. Giờ ta phải đi đâu, làm gì nữa đây? Ước gì ta có chỗ đi ngủ nhỉ? Giày gì nhìn như miệng giếng ấy vậy? Đôi giày này chắc vừa chân của ba mình. Thôi kệ, ta chui vô đây ngủ tí đã. Ôi, trong này ấm quá. Cả tay, chiếc giày này cứng quá, ta cố gắng làm xong trước khi trời sáng nha. À, hôm nay ngươi thấy cửa hàng có khách không? Khách vắng lắm, vì ông chủ làm chậm, không kịp giao hàng. Cả đống giày hỏng này một mình ông chủ làm thì biết bao giờ mới xong. Thôi, chúng ta cố lên. Chào ngươi. Ôi trời, ngươi cũng như chúng ta hả? Ngạc nhiên chưa? Ngươi từ đâu tới? Kiểu gì chúng ta cũng làm bạn với nhau đi. Ta tên Jack, còn bạn này là Don. Còn ngươi? Chào các bậc thầy giày dép. Tôi là Bertie. Tên này gọi chúng ta là chuyên gia giày dép thì đúng ghê. Ngươi nhập bọn với ta đi, rồi ta truyền nghề cho. Tôi bị rơi trong một chiếc giày ở ngoài chợ, rồi không hiểu sao lại ở đây. Hai anh thì thế nào? Chúng ta cũng vậy, ngủ gục trong mấy đôi giày. Bác thợ vô tình gom giày đây. May cho bác, chúng ta biết nghề giày nên ở đây giúp bác, chứ một mình bác làm hổng xuể. Bây giờ chúng ta kết nghĩa anh em với nhau chứ. Ừ. Kỳ lạ thật, sao lại như vậy? Giống như thế có ai làm giúp mình vậy đó. Chào ông, tôi mang thêm hai đôi nữa đến nhà ông sửa đây. Vợ tôi khen dạo này ông làm nhanh và kỹ quá. À, được, nhưng mà khoảng 7 ngày tôi mới làm xong đó nghe ông. Ông cố gắng giúp cho sớm nha, tôi năn nỉ ông đó. Sắp tới hội làng mà cả nhà chúng tôi không có tiền mua giày mới. Thiệt là khó quá đi. Ta còn phải đến bệnh viện chăm vợ của ta đang ốm nữa. Biết làm sao cho kịp đây. Các bạn ăn nhanh lên để còn làm việc nha, kẻo ông chủ về trông thấy. Chúng ta cố giúp ông chủ nghèo, vợ ông ấy đang bệnh. Lúc sáng tôi thấy khách đến la mắng ông chủ ấy vì chậm trễ, thật tội nghiệp ông ấy. Các anh vừa làm vừa chỉ dẫn em với. Em làm không đẹp như các anh rồi lại hư giày, khách bắt đền tội nghiệp ông chủ. Ngươi nói nhỏ thôi, xem kỹ ông chủ đã ngủ chưa. Ông ấy là mệt quá nên ngủ rồi, yên tâm. Ý trời ơi, ai đó? Các chú làm gì ở trong nhà của ta vậy? Các chú là ai? Sao hả? Nói cho ta nghe, các chú từ đâu tới? Chúng tôi là cư dân của làng Tí Hon. Thì ra là các chú tốt bụng. Ta cảm ơn các chú rất nhiều vì đã mai dài giùm cho ta. Sao hả? Cháo lúa mạch của ta có ngon không vậy? Dạ, dạ, dạ ngon lắm hả? Thank you.
mấy chú đi ta buồn quá. Hàng ngày ta sẽ nhớ mấy chú biết bao nhiêu. Các bạn ơi, cuộc chia ly sao buồn quá. Ta nhớ nơi này và tiệm giày dễ thương. Đây không phải là nơi chúng ta sống. Chúng ta phải tìm đường trở về nhà của mình thôi. Giờ chúng ta có thêm tí hon nữa. Vâng, em đi về nhà các anh. Sau đó các anh giúp em tìm về nhà em nhé. Em nhớ ba mẹ lắm rồi. Chim ơi, ta đang lạc đường. Giờ ta không biết làm sao để đến nơi đó. Cô gái xinh đẹp, cô định đi đến đâu? Chim ơi, ta là một cô gái mồ côi, giúp việc trong một gia đình giàu có. Hôm qua, ta nhận được một lá thư ký tên người tí hon gửi cô Perez. Bức thư nói gì vậy? Ta không biết chữ, nên nhờ người đọc giúp ta. Bức thư nói, ta hãy đến giúp một em bé đang ốm trong làng của người tí hon. Ai cũng khuyên ta hãy đi, vì đó là một việc tốt. Ta cứ thắc mắc hoài, vì sao họ lại biết ta, một cô gái nghèo làm thuê. Ta có thể giúp gì cho họ? Đến đường đi, ta còn không biết. Thế, họ không chỉ đường cho cô hay sao? Họ có vẽ trong lá thư, nhưng ta nhìn chẳng hiểu gì cả, nên quên rồi. Ôi chào, khó quá. Để tôi nghĩ xem. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi có người bạn tí hon, nhưng giờ bạn ấy đang ở đâu thì tôi không biết. Cô ngồi đây, tôi bay cao lên, xem bạn ấy ở đâu nhé. À, thật may quá là may. Ta tìm thấy tí hon rồi. Tí hon ơi, dậy, dậy đi. Ủa, người gì mà bé tới vậy nè? Chàng ngự lâm pháo thủ tí hon, ta đang nằm mơ chăng? Cô gái xinh đẹp kia, người cần chúng ta giúp việc chi? Perez, cô làm gì thế? Quá đẹp quá. Đây là làng của chúng tôi. Chúng tôi đi lạc nhiều năm, giờ mới tìm đường về được. Tí hon hãy ở lại nhé. Đây là nơi dành cho những người nhỏ bé như chúng ta. Ủa trời ơi, kìa kìa, về rồi. Thằng sắt với thằng lớn thì về rồi kìa. Cuối cùng nó cũng về rồi. Ê, dân làng ơi. Trời ơi, sắt và đón về rồi kìa. Chủ làng ơi, chủ làng, ông có nhận ra tụi nó không? Ta nghe nói sắt và đón có đưa thêm người về phải không? Như vậy hai người sẽ được thưởng vì có công giúp tăng thêm dân số cho làng của ta. Nào nào, mọi người hãy vào đây, vào đây. Ồ, một đứa bé chỉ bằng nửa ngón tay út của ta. Chính ta đã viết lá thư mời cô. Đây là con của ta, nó bị thương. Người làng nói hãy tìm một cô gái khổng lồ, xinh đẹp và tốt bụng đến. Trước đây nó luôn cười đùa rất vui, nhưng từ khi nó bị thương là nó không có cười nữa. Cô sẽ giúp chúng tôi lấy lại nụ cười cho nó chứ, cô Beret. Bé đang sốt, nó làm cho bàn tay tôi cũng nóng theo. Nhưng chúng tôi không biết cách chữa cho nó. Tôi có mang theo ít lá thuốc đây, thuốc này tốt lắm. Đứa bé nhỏ xíu này cần một ít thôi là khỏi bệnh. Mọi người tìm giúp tôi một cái giỏ trứng chim. Ở đây rất an toàn, cảnh đẹp, mọi người rất thương nhau đó tí hon. Thế ba mẹ của tôi có thể đến đây ở không? Nếu mà họ đến được thì tôi sẽ ở đây suốt đời. Ừ, được chứ. Nhưng họ sẽ khổ sở vì thế giới nhỏ bé của chúng ta lại quá chật chội đối với họ. Như cô Perez kia, cổ mới đi mấy bước là hết khắp cả hang rồi. Giỏ trứng có nhiều chất vôi chất bổ. Chào cô gái xinh đẹp khổng lồ, ta chưa uống thuốc mà đã khỏe rồi. Cảm ơn cô đến thăm ta. Ôi, công tử bé nói rồi, còn nói to rành mạch rõ ràng nữa chứ. Đưa giỏ trứng cho ta uống với. Nấu thuốc trong giỏ trứng hả? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Thích quá. Ê, trời ơi,
con trai bé bỏng của ta. Coi nó cười rồi kìa, y như một ông vua tí hon vậy đó. Đây là nơi tiếp đón những ai được dân làng yêu quý nhất. Hai người cứ ở đây thật thoải mái nghe. Hay là ở lại đây luôn càng tốt. Dạ thưa ngài, khách quý mà bị nhốt lại như vậy sao? Họ sẽ trách chúng ta bây giờ. Ta không còn cách nào khác, vì quý họ mà đành phải làm như vậy thôi. Vài ngày nữa biết đâu họ sẽ quen mà chịu ở đây. Lúc đó ta sẽ thả họ ra. Người đó phải nhớ tiếp đãi và cho họ ăn uống thật thịnh soạn đó nghe. Tí Hon ơi, người tính sao? Ta thấy người ở lại nơi này rất tiện cho ngươi. Còn ta, ta phải về. Ta cần về với nơi quen thuộc của ta. Tôi cũng phải về nữa. Tôi còn cha mẹ, họ thương tôi lắm. Tôi xa nhà quá lâu rồi. Tôi muốn sống với gia đình của tôi. Nhưng ngươi không thấy rằng thế giới của chúng ta rất bất tiện đối với ngươi sao? Ngày nào ngươi cũng gặp nguy hiểm. Hãy ở lại. Ta sẽ đi tìm cha mẹ của ngươi và báo tin cho họ. Vì thương ngươi nên họ sẽ chịu để cho ngươi sống ở đây. Nhưng trước khi cô đưa được cha mẹ tôi tới, có khi tôi phải đưa cô về đó. Phải đó. Ngươi thật là dũng cảm và tự tin. Chúng ta thử tìm cách thoát ra ngoài xem sao. Cô yên tâm, tôi là sâu chui cửa mà. Cô chờ đấy, tôi chui ra ngoài được rồi. Tôi sẽ tìm cách mở khóa. Có cách rồi đây. Cô hãy uống loại thuốc này đã. Uống xong cô sẽ khỏe hơn để chúng ta thoát ra ngoài. Sao tôi lại trở thành nhỏ xíu như Tí Hon vậy? Thì ra thuốc này là vậy. Cô đừng sợ, thoát được chúng ta sẽ tính tiếp. Ta đã đi đúng đường rồi. Đây là những hòn sỏi tôi đã trải để làm dấu. Cô Beret ơi, hãy dừng lại. Xin hai người đừng sợ. Tôi thấy mất một lọ thuốc nên chạy theo đưa lọ thứ hai đây. Cô hãy uống vào nhanh, kẻo không kịp khi trời sáng thuốc sẽ mất tác dụng đó. Nhưng tôi rồi chép ơi, mình bơi được rồi, mình bơi được rồi. Cái con tùm tích lắm chuyện. Dẹp tụi nó đi, nhắc đến thiệt là bực mình mất hứng à. Đại ca đừng giận, thế nào cũng có cơ hội để trả đũa chúng. Con đây rồi. Dạ cha đang tìm con ạ. Đúng vậy, cha vừa được tin năm nay hạn hán rất nặng, hiện đã lan đến gần làng chúng ta rồi. Con mau đi báo cho mọi người di tản đến vùng nước sâu, nếu không sẽ bị mắc cạn hết đó. Sao chúng ta lúc nào cũng là người đi báo tin cho cái làng vậy bác? Các con đừng nhỏ nhen như vậy. Dòng họ chép chúng ta vốn thích nghi được nhiều loại môi trường khác nhau, kiếm ăn ở xa hơn mọi người, nên chúng ta lãnh nhiệm vụ báo tin. Đó vừa là tình làng nghĩa xóm, vừa là cộng sinh cùng có lợi. Chúng ta đâu thể chỉ sống mà chỉ biết có loài chép của mình. Thôi, tụi con mau đi báo tin đi. Cha phải đến vùng thượng nguồn để thăm dò tình hình. À, con đã tập bơi cả chiều nay với tâm tích đó mẹ à. Con chưa thể bơi thẳng, nhưng mà con không bị ngã nữa mẹ ơi. Con tôi giỏi quá. Con biết không, mỗi sinh vật được tạo ra trong trời đất này đều có mục đích. Sẽ đến lúc con nhận ra sứ mệnh của mình. Bạch Long tổng quản,
bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khanh miễn lễ. Nghe tin Khanh Từ Sa quả tốc về đây, chắc là có chuyện gấp cần bẩm báo. Thưa Ngọc Hoàng, đúng như vậy. Chúng thần từ khi được Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ làm mưa tứ phương, không dám chậm trễ. Chỉ là gần đây, rồng chuyên làm mưa dùng đông đông bắc đã quá già. Đến tuổi nghỉ hưu rồi, không thể làm mưa được nữa. Gần đây, nhiều rồng được phái đi nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên thiếu rồng làm mưa cũng phải. Có lẽ ta nên mở một cuộc thi tuyển rồng. Ngọc Hoàng thật anh minh à. Vậy hình thức thi tuyển thế nào à? Ta định thế này. Ngươi hãy đi thông báo như sau. Chép còi ơi! Chép còi ơi! Cậu có sao không? Sao lại vội vàng vậy? Cậu đúng là không chịu ra ngoài nhiều gì cả. Người ta đã thông báo đến khắp các vùng sông hồ đáy biển rồi kìa. Cơ hội rạng danh gia tộc của chúng ta đã đến. Vậy là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu. Thiên đình đang ban lệnh thi tuyển rồng. Tất cả sinh vật dưới nước đều được thi tuyển. Nếu chúng ta dự thi và thành rồng thì không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Thiên đình đang ban lệnh thi tuyển rồng. Tất cả sinh vật dưới nước đều được thi tuyển. Nếu chúng ta dự thi và thành rồng thì không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Cậu nghĩ chúng ta có thể tham gia hả? Mà sao chúng ta có thể thở được trên thiên đình? Cậu không biết sao? Ngọc Hoàng đã làm phép. Khi thủy tộc lên thiên đình vẫn có thể bơi và thở như ở dưới nước vậy. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Đây chính là cơ hội cho tôi thử sức. Vậy nếu chúng ta thi rớt và không thể trở thành rồng thì sao? Thì các ngươi sẽ là nỗi nhục của cả dòng họ chứ sao? Mà trước giờ tụi nó cũng là nỗi xấu hổ của dòng họ rồi còn gì. Bộ dạng như thế kia mà cũng đòi đi thi tuyển rồng. Phải như chúng ta đi nè. Cứ cho bọn chúng đi để mở rộng tầm mắt. Đại ca có báo cho tụi nó biết về vụ hạn hán chưa? Ý, lỡ cha của đại ca quở mắng thì sao? Không phải chúng ta phải đưa tin cho mọi người ở khúc sông này cùng biết sao? Mi thì biết gì? Cái con chép còi ốm yếu đó chỉ làm xấu hổ cho loài chép chúng ta thôi. Nếu nó mắc cạn mà chết đi thì cũng là chuyện sớm muộn. Hơi đâu mà quan tâm. Chép còi, chúng ta đi cùng nhau đi. Nếu một trong hai ta có thể hóa rồng thì thật là hay. Bọn chúng sẽ không dám nói gì nữa. Bọn chép đô nói đúng. Tôi không có cơ hội nào đâu. Nhưng mà tôi cổ vũ cậu. Cậu hãy đi đi. Thôi vậy, nếu cậu đã không muốn đi. Cậu cố lên nha. Đem một ít này theo ăn dọc đường. Mai mốt thành rồng rồi, đừng có quên tôi đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạm biệt cậu. Tạm biệt Tôm Tích. Thượng lộ bình an. Mẹ ơi, con đã bó rau cho mẹ xong rồi nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ăn chút đông biển nghiền nhuyễn này đi. Mẹ thấy mệt quá. Chắc là hôm nay mẹ không thể đi bán được rồi. Vậy hôm nay để con đi bán thay mẹ. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ qua nhờ bác Cá Linh hàng xóm coi chừng mẹ. Ôi con tôi, con không cần phải vậy đâu. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm được mà. Hỡi các loài sinh vật dưới nước, ta là Bạch Long tổng quản, coi sóc và phân bổ việc làm mưa của các rồng trên thiên đình. Nay Ngọc Hoàng gia ân cho tất cả các loài thủy tộc đều có thể lên thiên đình thi tuyển thành rồng. Wow!
các ngươi nghe đây. Đây gọi là Vũ Long Môn có từ thời khai thiên lập địa. Như bậc thang nối liền trời biển. Bất cứ sinh vật dưới nước nào nhảy qua được ba tầng Vũ Long Môn này sẽ lập tức thành rồng. Thật vậy sao? Quá đơn giản. Đi bắt đầu. Thưa ngài Rồng tổng quản, nếu vượt qua cửa mà rớt xuống thì sao ạ? Thì các người rớt xuống vực biển chứ sao? Vậy là chết đấy ạ. Các người vượt qua được một cửa là đã có sự thay đổi rồi. Rớt xuống vực đâu phải chuyện gì lớn lao. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Con đã về rồi đó à? Con mệt không con? Con không sao đâu mẹ. Con bán hết rong biển rồi nè. Con cũng đi giao đồ cho mẹ hết rồi. Bác cái Linh đâu mẹ? Rồi mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ có mệt lắm không mẹ? Tội nghiệp con tôi. Mẹ thấy đỡ rồi. Bác cái Linh vừa về đó con à. Mẹ như vậy không thể đi nổi đâu con à. Hay là con đi trước đi. Khi nào có mưa, nước sông dâng lên thì con lại về. Không, làm sao con đi một mình mà để mẹ lại đây được? Con đừng lo, mọi người đang thi tuyển rồng. Khi có rồng thì lập tức sẽ có mưa, mẹ sẽ khỏe lại ngay mà. Mẹ con ta sẽ lại đoàn tụ. Con sẽ đi thi tuyển đâu? Con sẽ đi thi tuyển đâu? Con đã quyết định rồi. Tập tích nói đúng mẹ à. Phải thử cố gắng một lần. Biết đâu con có thể cứu mẹ và mọi người. Không thể cứ khoanh tay chờ chết mãi được. Nhưng lỡ cuộc thi nguy hiểm thì sao? Lỡ con có chuyện gì mẹ? Con đã trốn tránh sợ hãi mấy lâu nay rồi. Bây giờ con phải mạnh mẽ. Vì mẹ và vì con nữa. Con phải chiến thắng bản thân mình. Mẹ hiểu rồi. Mẹ không cản con. Dạ. Thưa mẹ con đi. Con đi. Mình có liều quá không? Lỡ như mình tới đó không kịp thì sao? Không. Ta không thể nản lòng. Vì cứu mẹ, ta phải cố lên. Không gì có thể cản bước vây ta bơi tới. Úi da. Hay da. Trời, cứu tôi với. Có ai cứu, cứu tôi với. Ông rùa, ông có sao không? Cháu là chép còi, cháu có thể giúp ông thế nào đây? Cái lưới bị vướng vào đá rồi quấn chặt thân ta. Cháu xem. Ông ơi, cháu có ý này. Bây giờ á, cháu sẽ gỡ lưới ra khỏi tảng đá. Ông có thể bơi lên trên được không? Chúng ta có thể lợi dụng dòng chảy để cháu gỡ lưới cho ông.
Cảm ơn cháu chép còi. Cháu thật có lòng tốt và cũng khá thông minh đó. Dạ, cháu chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà. Ông thấy sao rồi? Ta thấy tốt lắm. Vậy cháu phải đi đây. Cháu chào ông. Khoan đã, cháu đi đâu mà vội thế? Hãy ghé nhà ta ăn bữa cơm cảm ơn đã. Đại ca chép đô ơi, em thấy nguy hiểm quá, hay là thôi chúng ta bỏ cuộc? Bỏ cuộc là bỏ cuộc làm sao? Nhưng mà lỡ rớt xuống vực thì sao hả đại ca? Này cá hồi, huynh làm gì mà phấn khích vậy? Đương nhiên là ta phải phấn khích rồi. Ta đã thi 4 lần, giờ đã có kinh nghiệm, ta nghĩ ta sẽ có cách vượt qua. Hả? Thi 4 lần? Không phải là nhảy không qua sẽ rớt xuống vực sao? Đúng là nhảy không xong thì bị rơi xuống vực. Thì ta tự vực bơi lên, quay lại đây thi tiếp. Ồ, sao huynh lì vậy? Rớt 1 lần là xấu hổ chết đi được rồi. Dòng họ cá hồi ta truyền thống bơi ngược dòng từ mấy trăm năm nay. Ý chí của chúng ta là vô cùng bền bỉ. Nếu chỉ vì thất bại nhỏ vậy mà bỏ cuộc mới là mang tiếng xấu hổ cho gia tộc ta đó. Thật là cố chí khí. Xem ai kia, chẳng phải là Tôm Tích tí teo sao? Chính là Tôm Tích đây, thì sao nào? Hãy xem Tôm Tích ghê gớm làm gì được nè. Hãy xem cả đám cá ông cá trình còn chưa ăn ai. Đồ nhãi nhép nhà mi thì làm được gì? Hẳn là nó phải bám lên từng cái bong bóng nước. Ta không thèm hơn thua với bọn ngươi. Bé xíu mà có thể bơi qua được 2 lực cổng. Ồ, chúng ta cũng có thể làm được mà. Hãy cứ mãn một quý thần. Ây, thật tiếc à chú Tôm. Tôi cứ tưởng sẽ được thấy rồng chứ. Ồ, ta hiểu rồi. Cháu muốn tham gia thi tuyển rồng để cứu mẹ, nhưng cháu vẫn còn tự ti sợ hãi chứ gì. Cháu phải hiểu Vũ Long Môn thực chất là thử thách về tinh thần. Người đời có cầu biển sâu thăm thẳm, trời cao vời vợi. Không khí đi qua Vũ Long Môn biên qua cuốn xoáy không thể lường được. Có khi
như sóng triều dâng, có khi như phong ba cuồn cuộn. Ông nói hay quá, ông nói thêm cho cháu nghe nữa được không ạ? Nhanh lên nữa, nhanh nữa lên. Cháu tạm ổn rồi đây. Cháu vẫn còn sợ lắm ông à. Cháu muốn tập tiếp. Đây, ta tặng cháu. Đại ca không thấy cái mái hiên chìa ra hay sao mà còn tống đầu vào đó? Im đi, các người đi theo không giúp được gì mà còn làm vướng ta nữa. Đại ca vào nghỉ đi rồi về. Coi đến đây làm gì? Đến xem ta thành rồng hả? Tôi đến để thi tuyển rồng. Mọi người có nghe nó nói chưa? Còn cá tí teo này cũng là thi tuyển rồng đó kìa. Vậy là ngươi chưa nghe chuyện tâm tích rồi. Hả? Tâm tích thế nào? Đương nhiên là rớt thẳng xuống vực. Và đúng vậy, ta đã rớt xuống vực và quay trở lại đây. Chép coi, cậu đã đến. Tráng sĩ là ai? Chép coi, tôi là tôm tích đây mà. Tôm tích? Tôm tích đã rơi xuống vực rồi kìa mà. Đúng là ta đã rớt xuống vực ở lượt cửa thứ hai. Nhưng khi rớt xuống thì ta biến đổi ra thế này đây. Chúc mừng. Khi ngươi vượt qua từng cửa thì sẽ biến đổi. Nhưng thường thì qua cửa thứ hai, các bộ phận của rồng sẽ hiện rõ ra. Từ nay ngươi là loài mới, tôm hùm bông. Cậu thấy chưa chép còi? Giờ tôi còn to khỏe hơn cả chép đô. Ta không thể thu con tôm tích như nhà ngươi được. Xem ta đây. Đại ca từ từ đã. Quỳnh mới nhảy xong bị u đầu mà. Thì ra mẹ cậu bệnh nên cậu mới muốn thành rồng. À, cái gối mà cậu kể, cậu rùa đã cho đâu? Liệu như vậy có phải là gian lận không? Cậu có muốn cứu mẹ không? Hay cậu trông chờ chép đô sẽ hóa rồng? Bỏ cuộc đi, ngươi sẽ không bao giờ có thể làm được đâu. Tôi sanh này là một ngọc trai thần kỳ, có nó sức mạnh của cháu sẽ tăng lên.
không lẽ một ngọc trai hết tác dụng rồi sao? Nhưng ta chỉ còn một lần cổng. Mẹ, mẹ ta đang đợi ở nhà. Thôi, trời ơi, đồng kia, má đồng rồi, má đồng rồi. Con là đồng vàng chép còi, xin ra mắt Ngọc Hoàng Thượng Đế và Bạch Long Tổng Quản. Cậu giỏi quá chép còi ơi, cậu giỏi quá chép còi ơi. Mặt mò thì cứu hạng tháng. Tuân mệnh. Môn tâu Ngọc Hoàng, thần có việc muốn trình báo. Người nói đi. Bẩm Ngọc Hoàng, trong việc thi vượt Vũ Long Môn thành rồng của chép còi có gian lận. Gian lận? Gian lận thế nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tận mắt bài của thần thấy tôm tích tôm hùm bông đổ bột từ một túi lên người chép còi trước khi hắn thi ạ. Tôm hùm bông đâu? Những lời tên cá chép này nói có thật không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đó là bột ngọc trai của cụ rùa cho chép còi ạ. Dạ ngươi nói xem nó có tác dụng gì? Bột ngọc trai đó giúp tăng sức mạnh. Nhà ngươi còn dám nhận mình là rồng cao quý sao? Xin Ngọc Hoàng hãy trừng trị hắn đi ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tự biết mình đã gian lận khi dùng bột ngọc trai tăng lực để chiến thắng. Nhưng cũng vì thần quá nôn nóng muốn chữa hạn hán cứu mẹ thần, nay đã toại nguyện, thần đưa mẹ thần lên thiên đình để cảm tạ Ngọc Hoàng và xin thỉnh tội ạ. Dạ, xin Ngọc Hoàng thứ lỗi cho đứa con thơ dại của tôi. Nếu có trách phạt, xin hãy trách phạt tôi ạ. Thật xấu hổ cho dòng họ chép nhà ta. Yên tâm, Ngọc Hoàng sẽ xử cả hai mẹ con bà cùng lão rùa và con tôm hùm bông kia nữa kìa. Rồng tổng quản, ngươi nói đi. Dân, thưa Ngọc Hoàng, Vũ Long Môn này có từ thời sơ khai, trải qua ngàn vạn năm đã hấp thu tinh túy trời biển, có thể nói là một thử thách quyền năng cho kẻ nào đủ can đảm muốn đạt đến sự tôn quý phi thường. Do vậy, không trò gian lận nào có thể giúp các ngươi vượt qua Vũ Long Môn đâu. Dạ bẩm, nhưng mà khi con dùng bột đó, con cảm thấy khỏe lên rất nhiều mà. Ngươi nói xem. Thấy con còn lo lắng nên ta chỉ làm thế cho con tự tin vào bản thân mình hơn thôi. Bột ấy chỉ là cát, chẳng tác dụng gì. Con đã thành rồng bằng chính khả năng của mình. Vậy ta chính thức sắc phong cho chép còi, từ nay thành rồng vàng, lo việc đem mưa tới muôn nơi. Còn các ngươi, sự ghen tị ích kỷ đã che mờ mắt các ngươi. Các ngươi phải rèn luyện thể lực và có mục đích lương thiện mới có thể đạt được cảnh giới này. Có hiểu chưa? Dạ, thần biết lỗi rồi. Thần xin về nhà sửa sai ạ. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Thank you.